Thân chào các bạn, hôm nay bà xã bắt mình phải làm cái này ra. Chắc như lá lúa luôn. Đêm nào cũng thấy là sắc bì với sắc cái cải nè. Có để ở Việt Nam, còn để Việt Nam video mình cũng đem về đây, nhưng mà cái máy cũ nó bị kẹt ở trong máy rồi. Bây giờ phải mua cái đồ để transfer, có thể mình đưa ra cho họ transfer. Mình sẽ lấy một ít tiền rồi mình sẽ, nếu mà không hứa mình làm được hay không, nhưng mà mình muốn nói cái tiền ra nữa là rất là trên đây mình thêm sắt ra thêm ngoài nữa đây. Đời sống ở đâu cũng vậy các bạn, ở đây thì cũng có máy móc, ở đây người ta phát triển lâu rồi, cả trăm năm, thế kỷ thứ 19, 18 là họ đã làm ra máy rồi. Là máy để phục vụ con người đó, cho nên còn Việt Nam mình nó vẫn còn cái gì cũng là làm tay chân hết đó. Nhưng về kỹ thuật còn thấp ở Việt Nam, thấy mắc cười. Thế ai nấy mà thí dụ chế máy móc gì ra là tôi bự trồng bằng luôn, bự quá chừng là bự. Mấy cậu họ làm bự ra làm gì? Ở đây nó càng nhỏ càng tiện. Ở Việt Nam mình làm cái gì cũng to bự, thích to cho nổi thì sao. Ok, nào phơi đi nè, bộ đồ first. Cái đó thế này. Yes, sir. That's right. It's enough.